Vios số tự động 2021 màu vàng cát, xe mới tinh, vừa mới về tại công ty ô tô Di Tâm nha quý vị, mới lắm, rất là mới luôn, và được bán giá là 520 triệu nha quý vị. Nghe nè, rồi rồi rồi, đợi anh nhiều. Cái dàn điện cho đang làm video. 2021 Vios số tự động màu cát vàng, xe rin 100% nha quý vị, sơn rin còn 99%. Đồ chơi được gắn rất là nhiều, 5 vỏ theo xe, màu cát vàng nha quý vị. Đèn đèn chiếu sáng là đèn bi ha, và đèn gầm cũng là đèn bi, bi led luôn nha, đèn chiếu sáng là đèn bi. Đèn vi với là kết hợp đèn halogen. Xe rất là mới luôn. Cái máy nó 7 màu luôn và không cần phải rửa nước lạnh luôn. Cái này ta mới vừa mua nãy giờ chắc 10 phút 15 phút. Vừa em Út nó mới vừa chạy về tới. 7 màu long lanh luôn nha. 2021. Một chủ mua mới gốc thành phố Hồ Chí Minh, biển thành phố Hồ Chí Minh, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Ai mua xe này về thành phố thì đỡ tốn được 20 triệu tiền biển ha. Còn nếu mà mua về tỉnh thành khác thì sang cho nó cũng nhẹ nhàng và êm ái luôn ha. Bên Tâm hỗ trợ rút hồ sơ nha. 520 triệu nha quý vị. 2021. Một chủ mua mới. Xe chạy được 20.000 nha quý vị. Rất là mới luôn. Và lên cái máy chạy là dùng một từ mà quá êm ái luôn. Ân ý, liền luôn. Không thể chê vào đâu được. Cái máy rất là mới, 7 màu luôn nha quý vị. Máy mới 7 màu luôn, cầm nó cũng vậy luôn. Và nước sơn là không có một vết trầy. Cái này tăng bao cho nhà mình là không lỗi nha. Không cọ quẹt, không đâm đụng, không ngập nước. Máy móc nguyên zin. Keo chỉ đủ ha. Cửa cốp capo là chưa mở nha. Form mới thì nó sử dụng đèn bi nè. Đèn chiếu sáng là đèn bi nè. Và có một cái đèn led nhỏ ở trước nữa ha. Rồi đèn gầm cũng là đèn bi led luôn nha. Đèn sau là đèn led chạy dài. Đó, có 4 thắng đĩa ABS, có gương gập điện kích hợp xi nhan, ghế da không, quá mới quý vị ơi, mới lắm, sơn rin còn 99% nha. Được trang bị khá là nhiều đồ chơi ha, có màn hình, có cam lùi, có cam hành trình đó. Đèn sau là đèn led nha, chứ không phải là đèn bóng thường nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh ha, mà ta muốn gỡ biển số này ra để cho gia chủ họ muốn như vậy nha, họ có nhu cầu như vậy. Vỏ là vỏ 2021, sổ đăng kiểm là 2021, xe này sản xuất 2021 nha. Một đời chủ mua mới như gì. Được dán phim cách nhiệt rồi nè. Rồi tay nắm cửa nè, về che mưa nè. Trang bị cũng khá là nhiều đồ ha. Ví dụ mình mua cái xe này ra khỏi xưởng hãng là mình trang bị cái này cũng phải mười mấy triệu, 20 triệu ha. Nên nó sẽ đổi một cái giá thành rất là nhiều. Còn mình mua cái xe lại này thì người ta trang bị sẵn hết rồi. Vỏ là vỏ theo xe như vậy, còn vậy cui luôn, chạy 20 mấy ngàn ha. Để Tâm cho nhà mình coi nè, đây 21 nha, không 5 cái như nhau ha. Bà bánh dự phòng là chưa sử dụng nha. Nội thất thì ghế da ha, ghế da màu kem, nội thất cũng là màu kem luôn nha. Trần là trần nỉ y nguyên rin, tích hợp hoa lăng, hoa lăng là hoa lăng mai nha. Xe chạy 20 mấy ngàn, 20 mấy ngàn à, mới lắm. Gương gập điện nè, cân bằng điện tử, túi khí an toàn thắng ABS. Keo chỉ này Tâm chỉ lướt qua thôi nha, bởi vì xe này nó mới tinh nè. Và bên Tâm bán là bao xe này là không lỗi nha, không mắc một tí keo chỉ nào hết nha. Ốc tán là chưa có gỡ con nào hết á. Bản lời đồ còn 7 màu luôn. Năm sản xuất 2021 nữa gì. Ốc tán nè, mới lắm, mới tinh nè. Có cân bằng điện tử luôn nha, có túi khí an toàn, có thắng ABS.
màu cát vàng nè. Màu cát vàng này rất là chuộng như vậy. Khách hàng mà vô gặp màu cát vàng là họ sẽ xem cái xe này trước rồi mới xem mấy xe khác. Bởi vì ai cũng thích hết. Cái màu này nó quá dễ thương. Và chắc xe nó mới dữ lắm. Mới sử dụng đây gần đây thôi. À, vài tháng à, chưa được năm nữa. 2021 mà. Mâm là không có một vết trầy luôn. 4 tháng rồi còn riêng hết nha. Đĩa rồi còn đẹp. Nói chung là cái xe ưng ý. Xe này Tâm cho nhà mình có người khó tính luôn cũng là chuộng cái xe này nữa, bởi vì nó quá hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Bánh dự phòng là chưa có sử dụng nha, và cốp sau cũng còn rin nguyên ha. Nói chung là cốp cửa cabo là rin nguyên, chưa tháo con ốc nào hết. Bên Tâm bán bao cho nhà mình luôn nha. Tâm chỉ quay sơ lướt qua thôi ha, cái mức độ mới nó như thế nào thôi. Có áo trùm xe luôn, Toyota Phú Mỹ Hưng. Xe này mua tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Một đời chủ mua mới, đồ nghề đồ vết là còn đầy đủ. Bánh dự phòng là chưa có sử dụng quý vị ơi, chưa sử dụng. Bánh là bê tông 2021, bánh dự phòng chưa chạm nha, còn nguyên rin từ lúc mua tới giờ. Thơm lắm, còn thơm phức à. Cái gầm của nó thì 7 màu luôn ha. Vỏ của nó là đó, vỏ đó theo xe, gầm của nó mới tinh. 520 triệu, bên Tâm hỗ trợ rút hồ sơ nha quý vị. Ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì xe này là quá hợp lại. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì xe này quá hợp lại nha quý vị. Còn nếu ở tỉnh thành khác thì cũng ngon luôn ha. Mà mình rút đi thì nó ổn tí xíu thôi. Sau này quay về thành phố Hồ Chí Minh vẫn như vậy luôn, thì vẫn không mắc phí luôn. Mình có đi 8 lần đi chăng nữa, quay về thành phố Hồ Chí Minh cũng không mắc phí biển số luôn. Ngay từ ban đầu người ta đã chịu cái phí biển số 20 triệu rồi. Nên mình có sang tên về tỉnh lẻ, mai mốt quay về thành phố Hồ Chí Minh vẫn y cũ, không có tốn tiền biển số 20 triệu. Ừ, nó được cái hay vậy đó. Nên chỉ đóng tiền một lần ban đầu thôi, còn tất cả những lần sau là được hưởng nha. À, ví dụ như sang tên về Bình Dương đi, sau này sang tên ngược về thành phố Hồ Chí Minh lấy biển số thành phố Hồ Chí Minh cũng không có tốn tiền 20 triệu luôn. Xe mới lắm quý vị ơi. Tấm chốt của nhà mình là 520 ha, rẻ thì không có xe mua, mà cao thì cô chú chị sẽ suy nghĩ, nên nó cũng khó. Bây giờ xe lướt thì mình mua cao chút, cái quan trọng nhất là cái tiền lời của mình nó rút ngắn lại, thì mình sẽ bán được cái xe lướt. Chứ mà cái xe lướt này mà muốn ăn nhiều á thì chỉ có mua xe lỗi thôi, chứ xe riêng thì không bao giờ mà có ăn nhiều được. Họ mua cao rồi, xe này lúc mua cũng ngoài 600 rồi, ngoài 600 mà đăng ký thành phố Hồ Chí Minh là 600 mấy luôn á. Đây cô chú anh chị mình coi ha, cứ coi đi, ưng thì alo cho Tâm nha, theo hai số điện thoại trên 0917215 và 512. Số thứ hai là 0097483 5522. Đi bằng Google đến công ty ô tô Di Tâm á, là search vô là đại lý ô tô Di Tâm, hoặc là hỏi đường á, thì đi đến Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đó, gọi bằng hai số điện thoại là 0917215512 và 0974835522. Công ty ô tô Di Tâm rất là nhiều sự lựa chọn cho cô chú anh chị và các bạn nha. Vios 2021 hộp số tự động bản E, sản xuất năm 2021, 520 triệu, form mới 100% đó. Xe một đời chủ mua mới, biển số thành phố Hồ Chí Minh, 520 triệu là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình nha. Sang tên thì tính thêm phí, nó loanh quanh khoảng 10 triệu đồng nữa ha. Tâm giải thích luôn, nếu mà cô chú chị tự đi sang thì Tâm sẽ bàn giao hồ sơ, còn nếu mà đưa dịch vụ đi sang thì người ta lấy tiền công từ 2 tới 3 triệu, còn cái giá xe Tâm đưa ra là bao rút hồ sơ nha. Chứ còn mà sang tên trọn gói thì nó rất là khó tính ha. Có một số anh chị em là họ muốn tự đi làm, và một số anh chị em là họ muốn dịch vụ làm. Thì khi mà bàn giao xe xong á, thì cái vấn đề đó mình đề cập sau. Có một số nơi là họ bao trọn gói luôn. Bên Tâm vẫn có điều kiện và có người để bao trọn gói cho mình trong những cái xe ở tỉnh thành khác. Tâm đều có người quen hết. Nhưng mà cái ngược lại đây á, có một số huyện thị và tỉnh thành á, bắt buộc phải đem xe về,
đã dịch vụ rồi mà đem xe về nữa thì thôi mình đem về mình đi làm luôn. Nói chung là cỡ nào cũng được hết, cái quan trọng nhất là hai bên mình giải thích cho nhau nghe để phù hợp và hiểu nhau, đó mới là giao dịch mới thành công được ha. Thì xe Tâm bán này, Tâm giải thích luôn nè, xe này Tâm bán 520, Tâm bao rút hồ sơ, cô chú anh chị về tự đi sang tên, đóng thuế trước bạ và lấy biển số luôn, chưa tới 10 triệu thì khoảng 8 đến 9 triệu, còn đưa dịch vụ làm thì khoảng 11, 12 triệu đó. Tâm giải thích tới đó là nhà mình thấu hiểu rồi ha. Và nếu mà sản phẩm này làm cho nhà mình cảm thấy vừa ý thì hãy gọi ngay số điện thoại của Tâm nha, để Tâm phục vụ cho bà con nha. Tâm chào bà con và hẹn gặp lại bà con. Còn nhiều sản phẩm đang chờ đón bà con đến để xem và trải nghiệm ha. Công ty ô tô Duy Tâm theo địa chỉ là ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Kính chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị một ngày gần nhất. Tâm kết thúc video ở đây ha.